Xin chào quý thầy cô, hôm nay em sẽ hướng dẫn quý thầy cô một chức năng rất là đơn giản để cho học sinh tự tham gia khóa học được luôn. Trước tiên là quý thầy cô là làm được điều đó thì quý thầy cô phải cài một cái extension trong Google Chrome có sẵn. Rồi mời quý thầy cô xem trên màn hình. Ok, rồi thêm vào Chrome, rồi add edition, rồi tắt cái bản thông báo này đi, kiểm tra xem tài khoản đã cài chưa. Quý thầy cô vô ba cái dấu chấm này, vô một setting, rồi vô một extension add on, tiện ích này đã cài rồi. Rồi quý thầy cô sẽ bật cái tiện ích này lên. Quý thầy cô thấy cái hình mũi tên này, mũi chuột em di chuyển. Bây giờ nó màu trắng, bật lại nó màu xanh. Cái thứ hai nha quý thầy cô. Rồi chúng ta sẽ vô cấu hình. Ba dấu chấm, vô option. Quý thầy cô bấm chữ đồng. Giáo viên mở cái lớp học xong, link lớp học lên rồi. Thì em lấy em có cái link này em gửi học sinh nghe quý thầy cô. Rồi học sinh bấm chữ tham gia. Rồi học sinh vô trực tiếp lớp luôn. Giáo viên không cần phải nhấn nút kết quả. Cảm ơn quý thầy cô. Quý thầy cô thấy cái video hay, cho em một subscribe để ủng hộ tinh thần.